Tử vi dự báo chính xác 100% tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trộm vía được trời cưng, bất ngờ bùng nổ tài lộc, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, giàu sang nứt vách đúng tháng 11 âm lịch. Lộc phát tử vi xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý vị thân mến, bước sang tháng mới, ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, cuộc sống ấm no, tình duyên gia đạo hạnh phúc. Tuy không được giàu có về tiền bạc vật chất như bao người, thì cũng dư giả, đủ đầy. Đặc biệt, sau khi xem tử vi từng tuổi trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng, bước sang tháng 11 âm lịch, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, may mắn được thần tài, quý nhân phù trợ, vận trình sự nghiệp tài lộc, phất lên như diều gặp gió, trống lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp, sắm xe sang, làm từ thiện cứu vớt thiên hạ. Vậy vận trình cụ thể của người tuổi này sẽ ra sao? Cơ duyên nào đã giúp họ được may mắn như vậy? Tất cả sẽ được Lộc Phát Tử Vi giải đáp chi tiết ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Lá số tử vi tháng 11 âm lịch như sau, dương lịch từ 13 tháng 12 năm 2023 đến mùng 10 tháng 1 năm 2023, can chi tháng Giáp Tý năm Quý Mão, thiên can Giáp Mộc, địa chi Tý Thủy, đặc trưng thiên sinh địa sinh tài khí tụ. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, ta hãy cùng tâm sự đôi điều về vận mệnh cuộc đời và những nét đặc trưng riêng trong tính cách của người sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi nhé. Tuổi Tân Hợi là những người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ dễ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Hợi luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét làm ầm lên cho mọi người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Trong con mắt của mọi người xung quanh, tuổi Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng với họ. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn khó khăn. Bởi vậy, họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định đủ đầy. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi gặp nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc phú quý. Về ưu điểm nổi bật, người tuổi Hợi chính trực và làm việc gì cũng chuyên tâm, nhân duyên cơ hội cũng rất tốt, tính tình ngay thẳng, tâm địa thiện lương, nội tâm kiên cường, có thể bảo vệ bản thân cũng như những người quan trọng. Có khó khăn, người tuổi Hợi trực tiếp đương đầu, là người trọng tình trọng nghĩa, đàng hoàng thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết. Tiếp nữa, người tuổi Tân Hợi 1971 bẩm sinh có suy nghĩ, tư tưởng đơn thuần, không tính toán chi li, họ tuyệt đối không phải là người có thể đâm sau lưng người khác, đứng bán đứng bạn bè. Thái độ của người tuổi Hợi đa phần hiền hòa, nhẫn nhịn, họ cũng dối trá, quanh co, lừa gạt người khác. Về khuyết điểm, người tuổi Hợi không kiên định, sống theo cảm xúc, khoan dung quá nhiều thành nhu nhược. Đối với người dối trá, lừa gạt, thiếu khả năng phân biệt đúng sai, người tuổi Hợi rất ham chơi, không có chí tiến thủ, vươn lên cái tầm cao mới. Họ thường có một khuyết điểm rất đáng chê trách, đó là sự gây sự đùa dai. Một khi đã định trêu chọc ai đó thì nhất định sẽ không bỏ cuộc, phải khiến cho đối phương tổn thương thì mới chịu bỏ qua. Nam mạng Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định đủ đầy. Khi trưởng thành thì Tân Hợi gặp nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau thì càng hưởng tài lộc phú quý. Nữ Tân Hợi thường có được vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm cũng như hạnh phúc hôn nhân gia đình. Tuy nhiên trong cuộc sống Tân Hợi lại gặp khá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp cũng như tài chính. Thời trẻ vất vả, về già được hưởng sướng an nhàn. Nếu thuận sinh vào hai ngày mùa thu đông sẽ được chồng giỏi giang, sự nghiệp nhanh chóng thành và cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Nghịch sinh lỗi số thường gặp xui rủi, sự nghiệp chậm thành nhưng hậu vận cũng có nhiều phúc lộc, con cái nên dành.
Sau đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Tân Hợi 1971 trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 năm 2023 Tân Hợi âm lịch cho thấy bản mệnh có nhiều điều cực kỳ thuận lợi, một phần là vì bạn có nhiều hậu thuẫn và phần lớn là do tính cách của bạn hài hòa dễ chịu, luôn biết nghĩ cho người khác. Bản mệnh là người có phong cách độc đáo, thông minh lanh lợi, có nhiều khiếu hài hước, quan hệ rộng, thích giao tiếp nên càng có nhiều cơ hội phát triển, mở rộng quan hệ bạn bè, hợp tác trong tháng mới. Tương sinh nhập mệnh tính cách của bạn tháng này đúng là có thể thu phục được lòng người khi mà bạn luôn nhẹ nhàng thể hiện sự thấu hiểu, lắng nghe người khác. Không chỉ dừng lại ở đó, việc này còn làm tăng thêm phúc thọ, tài lộc, con cái có lợi ích cho sự sinh nở của bản mệnh trong tháng 11 âm lịch này. Lại thêm sự xuất hiện của tam hội nên bản mệnh đi đâu cũng được giúp đỡ nhiệt tình, thậm chí là người lạ cũng sẵn sàng hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn. Dường như lòng tốt của những người trong quá khứ đã tạo nên những mối nhân duyên tốt đẹp ở hiện tại. Là người ưu tiên một môi trường sống an toàn, thoải mái, cộng thêm với sự nâng đỡ của Thái Dương Cát Tinh, nên công việc của bạn luôn có người chỉ dẫn nhiệt tình. Không những thế, những tồn đọng trong quá khứ cũng lần lượt xử lý trong thời gian ngắn. Nhân duyên của tuổi Hợi tháng này cũng rất tốt, nhất là khi có thiên diêu chủ về đào hoa, khiến cho người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng cực kỳ thú vị. Thậm chí có người say trong những cảm xúc mới mẻ mà người ấy mang lại. Cụ thể từng phương diện cuộc sống trong tháng 11 như sau. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng 11 của 12 con giáp âm lịch, phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi được dự báo có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn. Tất cả là nhờ cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của tuổi Tân Hợi mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn. Con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái thành tựu vẻ vang. Tư duy logic của bản mệnh càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống. Trái lại, xử lý việc nào ra việc ấy, con giáp này thể hiện khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ có tính tình lạc quan vui vẻ mà bạn dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách ở thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy, bạn có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp con giáp này xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng được người khác giúp đỡ nếu mà gặp khó khăn. Thêm vào đó thì bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, có thể là song những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung tháng này, bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Thực tế may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn nếu mà yếu tố thành bại nằm ở chính bạn, con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy, bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào nhiều thực tiễn. Về tài lộc, tử vi tháng 11 tuổi Tân Hợi âm lịch cho thấy tài lộc của người con giáp này có nhiều điểm sáng, nhu thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư ngày càng nhiều. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu tháng mới mở ra, khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Tân Hợi, càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư, càng dễ dàng sinh lời sinh lãi. Tất nhiên, kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Các khí vượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, Tân Hợi nhờ vậy cũng có thể tìm được các mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường. Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến tháng, Tân Hợi cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn, phần thắng sẽ thuộc về bạn. Theo phi tinh tháng, sao bát bạch chủ về tài khí trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc trong nhà, nơi đây được coi là khu vực sinh tài vượng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình.
Muốn việc làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn cần chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà. Hãy luôn giữ những khu vực được gọn gàng sạch sẽ. Nếu cửa chính, phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phương Tây Bắc, thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa. Về tình cảm gia đạo, bước sang tháng 11 âm lịch, nhân duyên của tuổi Tân Hợi khởi vượng, vận đào hoa tăng tiến nhanh chóng nhờ tam hợp nhập mệnh, nhân duyên khác giới được người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, gặp được cơ hội tốt, đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là biết nắm bắt hay không mà thôi. Tuy nhiên, đào hoa vượng chỉ có lợi cho người độc thân, còn với những ai đã có đôi có cặp cần hết sức cẩn trọng, kiểm soát cảm xúc của mình để tránh gây rắc rối. Trong mọi hành động, lời nói của bạn đều phải có chừng mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc hành xử theo cảm tính để rồi phải hối hận về sau. Các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn học hành giỏi giang, nguyệt lệnh lâm thai báo hiệu một số cặp đôi có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Về sức khỏe, phương diện sức khỏe của Tân Hợi trong tháng nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy, tháng này, nguyệt lệnh thai ở Tân Hợi ngụ ý, thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là sao nhãng việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi tật bệnh. Đặc biệt, tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ. Bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Tân Hợi 1971, đúng tháng 11 âm lịch. Tuần 1, từ ngày 1 đến ngày 7 âm lịch. Tuổi Tân Hợi là con giáp may mắn tuần này nên bạn sẽ gặp nhiều điều thuận lợi bất ngờ, công việc được quý nhân phù trợ nên bạn chạm tay vào khá nhiều cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện khả năng của mình, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cá nhân. Dù đôi khi vẫn có không ít thử thách nhưng mà bạn vẫn rất tự tin, mạnh mẽ nên không cảm thấy quá vất vả. Các mối quan hệ hài hòa cũng đem tới cho bạn những sự trợ giúp đắc lực, tiền bạc trong tuần thì khá hanh thông, thu nhập chính hay phụ đều có điểm sáng. Người làm công ăn lương nhờ phát huy tốt nên nhận được những khoản lương thưởng hậu hĩnh. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh chỉ cần đầu tư làm ăn một cách nghiêm túc thì lợi nhuận luôn đong đầy. Có thể thấy rằng, tuần này là một tuần khá may mắn với người tuổi Tân Hợi. Bản mệnh luôn tập trung vào công việc của mình nên có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được cấp trên đánh giá cao. Những lời đàm tiếu của người ngoài cũng không thể khiến cho bạn nao núng. Phương diện tình cảm thiên về ổn định, dù khi bất đồng ý kiến xảy ra không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của hai người. Đối với người độc thân, tuần này bạn cởi mở hơn trong các mối quan hệ, mong gặp được người phù hợp với mình. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân Thìn Mão, tiểu nhân Tỵ Tuất, màu sắc may mắn hồng vàng, con số may mắn 895322. Tuần 2, từ ngày 8 đến ngày 15 âm lịch, sự nghiệp Tân Hợi có những khoảng thăng trầm trong tuần này, tuy nhiên chỉ cần bạn cố gắng thì không khó khăn nào không thể vượt qua. Đầu tuần đồng nghiệp có thể nghi ngờ hoặc cô lập bạn, song thành tích bạn gặt hái được vào cuối tuần sẽ khiến cho mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tiếc rằng tình hình tài chính chưa có biến động rõ rệt, đầu tuần người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản tiền khá khá, nhưng sau đó bạn phải dành nhiều thời gian và công sức để mở rộng thị trường, làm quen đối tác, dốc vốn kinh doanh, tạm thời chưa thể thu về lợi nhuận. Tinh thần làm việc của bản mệnh càng giảm sút về cuối tuần, tốt nhất bạn không nên mở rộng quy mô kinh doanh hay hạng mục đầu tư trong tuần này bởi tỷ lệ thành công không cao. Nếu thất bại kéo theo hàng loạt những hệ lụy như phá tài, quan hệ xã giao đi xuống. Khi ký kết hợp đồng hay những giấy tờ văn bản quan trọng, bạn cần rà soát kỹ càng các số liệu, điều khoản, tránh phạm sai sót ngớ ngẩn gây thiệt hại về tiền bạc. Người kinh doanh làm nghề tự do bị ảnh hưởng nặng bởi hung tinh Thiên Ách, đối mặt với một tuần làm việc không mấy thuận lợi, gặp rắc rối nhiều về nguồn vốn. Vậy nên, khi hợp tác với những người tuổi Tỵ hoặc Tuất, bạn càng cần phải đề cao cảnh giác. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khiến bạn phải cần chú ý đến tình hình, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân.
phương diện tình cảm cũng khá ảm đạm, dường như mối quan hệ vợ chồng bạn đang ngày càng xa cách. Nếu bạn không chủ động tìm cách níu kéo, người thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân, giành lấy niềm hạnh phúc mà bạn đã tốn công gây dựng bấy lâu. Cẩm nang vượng vận, quý nhân dần mùi, tiểu nhân dậu ngọ, màu sắc may mắn vàng đỏ, con số may mắn 220965, tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Tân Hợi nhận khá nhiều sự ưu ái của lãnh đạo trong khoảng thời gian đầu tuần. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, làm mọi việc theo ý của mình, biến mình thành cái gai trong mắt của người khác. Bước vào tuần mới, vận khí của Tân Hợi có sự thăng cấp rõ ràng, vận trình tình cảm lý tưởng nhờ thiên quý cát tinh che chở. Bản mệnh có cơ hội đi công tác xa, tinh thần thoải mái, hơn thế có thể gặp được đối tượng ưng ý. Phương diện tài chính có đạt được thành tựu lớn nhất vào thời điểm giữa tuần và giữa tuần. Bạn cố gắng bao nhiêu sẽ thu về được lợi nhuận bấy nhiêu. Người làm kinh doanh có thể nhận được sự tin cậy của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Ngoài ra, sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy tuần này, để kiếm về tiền bạc danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều. Vì thế, bạn không nên ngại gian khổ nhất thời nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Vận quý nhân đang vượng, bản mệnh chủ động mời bạn bè đồng nghiệp đối tác đi ăn uống, dự tiệc để thắt chặt mối quan hệ. Tuy nhiên, song song với đó, bạn cũng nên đề cao cảnh giác kẻo dễ dãi quá lại bị kẻ xấu lừa gạt. Đó có thể là người tuổi Tý hoặc tuổi Sửu. Chuyện tình cảm nhìn chung bình ổn, nếu có thời gian rảnh, bạn và người ấy nên ở bên nhau nhiều hơn, hai người không cần phải làm việc gì lớn lao, chỉ cần ở bên trò chuyện, làm những việc nhỏ nhặt cùng nhau cũng giúp cho tình cảm thêm phần gắn kết. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Tuất Mùi, tiểu nhân Sửu Mão, màu sắc may mắn nâu trắng, con số may mắn 86-34-11. Tuần 4 từ ngày 23 đến ngày 30 âm lịch. Trong tuần này, bản mệnh Tân Hợi đón vận trình tươi mới với quá nhiều bất ngờ, vận trình tình cảm phất lên như diều gặp gió nhờ cát tinh thiên quý và thiên phúc đồng trợ lực. Về phương diện công việc, mệnh chủ có sự đột phá lớn trong tuần, nhất là những ai trước đó từng bị lãnh đạo hoài nghi về năng lực, làm việc nay có cơ hội thể hiện được tài năng. Ai nấy đều tỏ ý ngưỡng mộ. Trong tuần, rất có thể bạn sẽ phải đi công tác xa, nhận được lời mời tham dự hội thảo, hội nghị và tiệc thương gia nào đó. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao. Điều đó rất có lợi cho con đường thăng tiến trong tương lai. Công việc của Tân Hợi thì đang trên đà, phát triển thuận buồm xuôi gió. Một mặt thì quý nhân vượng vận, mặt khác thì bạn đã nỗ lực suốt thời gian dài vừa qua, đã tới lúc ngồi để hưởng thụ thành quả. Người kinh doanh buôn bán đắt hàng từ khoảng giữa tuần đến cuối tuần, đây là cơ hội tốt để bạn tung ra thị trường sản phẩm mới, kế hoạch quảng cáo mới, tài chính luôn ở mức bình ổn, thu chi cân đối, bản mệnh bỏ túi không ít tiền bạc. Với những ai vừa lập nghiệp, mọi việc diễn ra thuận lợi, công ty đi vào hoạt động bình thường, bắt đầu có được dấu hiệu thu lời. Nhờ vận quý nhân vượng, bạn có thể ký kết hợp đồng lớn được nhiều đối tác tin cậy và ký kết thỏa thuận hợp tác. Nhưng lưu ý đề phòng khi hợp tác với người tuổi Mão và Ngọ, những đối tượng này rất dễ gây chuyện thị phi. Phương diện sức khỏe của tuổi Hợi nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy, tháng này nguyệt lệnh thai ở Hợi ngụ ý, thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là, sao nhãng, việc dưỡng sinh và chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Tuất Dậu, tiểu nhân Ngọ Thìn, màu sắc may mắn trắng đỏ, con số may mắn 784509. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn cho chúng ta thấy rằng muốn yêu thương người khác thì cũng phải biết quý trọng bản thân mình. Khi ta ý thức được giá trị của mình, đủ tự tin mạnh mẽ để biết cách sống tự lập vươn lên và từng bước hoàn thiện bản thân mới thật sự biết yêu thương mọi người và hơn hết biết sống có ích. Mỗi một người trong cuộc đời là của riêng mình, trong cuộc đời đó lại vô vàn cách sống. Nhiều người chọn cách cho mình vui vẻ, đứng ngoài mọi chuyện, có người lựa chọn cho mình cách dấn thân, còn có người sẵn sàng vì đam mê mà sẵn sàng chịu mạo hiểm. Thời gian không có khi nào dừng lại, thời gian không đợi bất kỳ ai, cuộc đời có những chuyện chúng ta cần làm nhưng lại chẳng thể làm xong, những mơ ước tốt đẹp ngày nào giờ cũng đành dang dở, cuộc sống như con thuyền trôi bất định giữa dòng đời phiêu lãng, khiến cho ta cứ mãi quay cuồng, bận rộn với bốn bể cuộc sống.
Tuy nhiên, chúng ta lại chẳng thể hoàn thành được một việc gì đó đến nơi đến chốn. Thời gian cứ thế trôi đi và chúng ta cũng không ngừng trở nên già cỗi. Tóc đã điểm màu tiêu ra thêm phần nhăn nhúm. Trên khuôn mặt những vết chân chim cũng không ngừng xuất hiện. Chúng ta cũng đã từng hồn nhiên với tuổi trẻ vô lo vô nghĩ, với tâm hồn thơ ngây thuần thiện và thời gian đã lấy đi tất cả để đổi lại bằng sự thành thục của mỗi người. Quá khứ qua đi, đời người cũng gặp nhiều quá nhiều khổ đau sóng gió thị phi, có lúc nào đó chúng ta hãy thử tĩnh lặng mình lại và tự hỏi, phải chăng cuộc đời mình cứ mãi như thế này hay sao? Từng ngày qua đi, thời gian thì không dừng lại và chúng ta ngày càng già hơn. Có những lúc trách nhật nguyệt vô tình, thời gian trôi đi quá nhanh, mỗi ngày mỗi tối lưng còng, gối mỏi, chân trùn. Và trên con đường đó, khi năm tháng không ngừng lấy đi sức khỏe và tuổi trẻ thanh xuân, có khi nào chúng ta tự hỏi, mình đã thiện đãi chính mình hay chưa? Kỳ thực, con người ta, ngoài làm việc thì vẫn còn một việc rất đáng để quan tâm, đó chính là làm người thì cần học cách sống nghỉ ngơi. Ở đời cho dù là bất kể việc gì, nhấc lên được thì cũng cần buông xuống được, không có bạn trái đất vẫn cứ quay, vậy nên trên đời này chẳng có gì đáng giá bằng sinh mệnh của chính mình. Sống tự do tự tại, đừng vì quá tham mà lại trở thành thâm, đừng mong chiếm hữu mà lại thoải thành mất, đã đến lúc lựa chọn cách sống phù hợp với bản thân mình. Quên bỏ phiền muộn, dùng một trái tim với trạng thái vui vẻ nhất để đối đãi với cuộc sống mỗi ngày, dùng trái tim lương thiện khoan dung đối đãi với bạn bè thân hữu để có được niềm vui thường tại trong tâm hồn. Cố gắng sống một cuộc đời với những gì mình thích, chỉ cần điều mình làm, việc mình nghĩ đúng với đạo và hợp với trời là được. Còn người khác nghĩ sao là việc của họ, bởi mình sống cho chính mình chứ không phải cho người khác. Trên thực tế, chỉ có mình mới định liệu được cuộc đời mình như thế nào, chứ không phải do người khác. Người khác đã nói bạn sai, bạn cũng không nhất định là sai. Người khác khen cho bạn đúng, cũng không nhất định đã đúng. Bởi đó chỉ là nhận định từ góc độ của họ. Một người chỉ có thể dựa theo đạo thì mới phân định được rõ ràng. Còn người làm mà sống theo cách nhìn của người này, mai sống theo cách nhìn của người kia, thì đó không phải là sống cho chính mình mà là sống vì người khác, mong manh như pha lê. Làm người, hiểu được ưu điểm của mình thì dễ mà hiểu được khuyết điểm của mình mới khó. Vậy nên chúng ta, trước khi hiểu được ưu điểm thì hãy hiểu được khuyết điểm của mình trước. Đương nhiên, khi đã hiểu được khuyết điểm rồi thì cần phải thay đổi nó, cần phải không ngừng khiêm nhường, tiếp thu học hỏi. Khi chúng ta từng bước cải thiện bản thân mình, trí huệ cũng nhờ đó mà không ngừng tăng trưởng. Nơi thế gian hồng trần cuồn cuộn, kẻ ngốc thì tình thâm, mà người khôn thì toan tính, hợp tan có thời, chia ly có đoạn. Ta sống cuộc đời nửa tỉnh nửa say, trong mộng ta có em và trong em ta có mộng. Ta lấy thanh xuân đổi lấy ngày mai, bạn lấy chân thành để đổi lấy kiếp này. Tuế nguyệt xoay vần không biết thế gian có bao ưu phiền sầu khổ, sao không thể ung dung tự tại đi hết cuộc đời này. Khi có đủ niềm tin, bạn sẽ tìm được một con đường cho chính mình. Cuộc sống này vốn khó khăn hơn chúng ta tưởng, sẽ không thể lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy đau thương, có những lúc muốn rơi nước mắt và gục ngã. Thế giới này đầy hỗn loạn và phức tạp. Mỗi bước đi đều khiến cho chúng ta phải đắn đo vì không biết làm sao cho đúng, không làm cho lầm đường. Nhưng chỉ cần bạn tin tưởng, nhắm mắt lại, tĩnh lặng một chút, suy nghĩ cẩn trọng, bạn sẽ tìm được mục tiêu của mình, khiến kiên định và tiến lên. Đến khi ấy, thế giới sẽ nhường cho bạn một con đường, còn bạn sẽ tìm được con đường đúng đắn cho bản thân. Mỗi lần trải nghiệm đều một lần tích lũy, vấp ngã chỉ là rèn luyện, nếu không có đau thương, làm sao chúng ta học được cách kiên cường, nếu không từng thất vọng, làm sao chúng ta học được cách đối mặt. Cuộc sống của mỗi một con người chúng ta đều cần suy nghĩ đơn giản một chút. Chuyện gì đến sẽ đến, không thể tránh được. Hãy sống là chính mình vui vẻ, hạnh phúc thì mới không uổng sống trên đời. Nửa đời trước đã qua, nửa đời sau chưa tới. Chúng ta có hay chăng bản thân mình muốn sống cuộc đời tự tại? Nếu như có thể buông bỏ muộn phiền sống đời tự tại vô ưu, vậy thì cũng chẳng uổng một kiếp người.